chương 11 Thứ 11 chương Hoàng tử Trầm Hương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đương sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu tiếng phi vũ cung nội thất lúc, kèm theo chim kêu to, quân phi vũ cũng chậm rãi mở mắt. Có như vậy một sát, nàng còn cho là mình lấy trong mộng, vừa trong mộng, nàng đang cùng ba mẹ ăn cơm, trong mộng, nàng còn đem xuyên qua được chuyện trở thành chuyện lý thú một hồi nói cho cha mẹ nghe, sau đó, một nhà ba người ở nơi đó thoải mái cười lớn. Ai biết, nụ cười này liền cười tỉnh. Nhìn mình nằm chạm hoa giường lớn, đắp ở trên người chăn gấm, quân phi vũ thật đúng là hy vọng, chính mình này mộng vĩnh viễn không muốn tỉnh lại, thật là tốt biết bao. Nàng lại nhắm mắt lại, còn muốn lại trở lại cái kia ấm áp trong mộng đi, chỉ tiếc, lại cũng trở về không được. Chỉ chốc lát, nàng liền nghe thấy tình nhi nhẹ chân nhẹ tay đi tới thanh âm. Công chúa, công chúa, ngài tỉnh chưa? Quân phi vũ nhẹ, ngô một tiếng, lại không lên tiếng. Tình nhi lại dịu dàng nhắc nhở, công chúa, giờ mẹo mau quá, còn có hai khắc chung thời gian, kia trầm hương hoàng tử liền muốn đi qua. Quân phi vũ thực sự rất muốn lại sàng, nhưng là muốn đến hôm qua tình nhi nói, cái kia hoa trầm hương thế nhưng giờ thình một khắc liền muốn tới, lúc này vừa nghe tình nhi nói chỉ có hai khắc chung thời gian, một khắc đồng hồ bằng 15 phút, lập tức một lăng lông lốc từ trên giường ngồi dậy thân tình nhi ngươi thế nào cũng không sớm chút kêu ta tình nhi cười nói công chúa nô tỳ tiến vào hai lần thế nhưng nhìn công chúa làm mộng đẹp liên trong mộng đô cười ra tiếng cho nên nô tỳ nhìn canh giờ còn sớm liền không có kêu công chúa đứng dậy công chúa ngài yên tâm có hai khắc chung thời gian nô tỳ nhất định có thể đem công chúa trang điểm được thật xinh đẹp nhất định mê đảo cái kia trầm hương hoàng tử quân phi vũ tức giận trừng nàng liếc mắt một cái cũng cười ngươi liền biết ba hoa được rồi vội vàng giúp ta trang điểm nhớ trang muốn thanh nhã một ít một chủ một phó bắt đầu khẩn cấp động thủ ở quân phi vũ tắm thời gian tình nhi đã đem tất cả đông tây chuẩn bị cho tốt đương nàng ngồi ở gương đồng tiền thời gian tình nhi một đôi khéo tay trên dưới cuốn thấy nàng hoa cả mắt chỉ là khoảnh khắc liền vì quân phi vũ sơ được rồi một mây trôi phi tiên búi, lại ấn quân phi vũ dạng bảo, chọn một chi lế tia sáng chạm rỗng hoa mẫu đơn hình kim trâm cài bên phải trắc tóc mai chen vào, kia rủ xuống tua cờ theo đầu nhẹ bày lay động, có khác một phen phong tình. Công chúa, ngươi xem một chút, công chúa thực sự là nô tỳ thấy qua đẹp nhất người. Tình nhi mang theo thỏa mãn nhìn mình tự mình trang điểm ra tới quân phi vũ, không ngừng ca ngợi. Không tệ. Tình nhi nha, ngươi có một song khéo tay a à. Quân phi vũ cũng rất hài lòng, một thân phấn màu tím cung trang, làm cho nàng thanh lệ tuyệt trần ngũ quan thoạt nhìn càng như mộng mơ màng, trong gương giai nhân nhẹ nhàng mân môi cười, kia mày gian phong tình vạn chủng, liền như muốn thắt thời gian tao nhã tẩn hiển. Như vậy một tuyệt sắc khuyên thành kiều nhan, ngay cả nàng thân là nữ nhân, đô tháng phục không ngớt, huống chi là nam nhân. Nếu như hoa trầm hương đối mặt nàng còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, vậy cũng thật là nói được thượng là một không hiểu phong tình liễu hạ huệ. Công chúa, thừa dịp trầm hương hoàng tử còn chưa tới, ngày trước ra ăn chút đồ ăn sáng đi. Tình nhi đề nghị chính hợp quân phi vũ ý, nàng đang cảm giác đã đói bụng, hảo nha. Có cái gì ăn ngon? Nô tỳ nhượng ngự thiện phòng nhiều chuẩn bị mấy thứ công chúa thích ăn gì đó, công chúa, ngài xem nhìn, có tạc nem rán, kim cao mức táo cao, lỗ nấu đậu hũ, ma cây bụng ti, đậu đỏ cháo trắng, còn có công chúa ngài yêu nhất đường phèn đông tổ yến. Tình nhi một hơi vì nàng giới thiệu, quân phi vũ ngẩn người nhìn này tròn một vòng tròn lớn bàn mỹ vị món ngon, này hoàng gia khí phái, quả nhiên xa xỉ vô cùng, làm người ta chặt lưỡi tháng phục. Nhìn kia đầy bàn mỹ vị, quân phi vũ trong bụng tham trùng càng hưng phấn, một môn ngồi xuống, cầm lên chiếc đũa kẹp khởi liền ăn, quả nhiên miệng đầy sinh hương, ăn ngon. Nàng rất nhanh tiêu diệt hoàng thức ăn trong miệng, ba táp một ngụm, ăn ngon thật. Lại một chiếc đũa xuống, đang muốn nhét vào trong miệng, đột nhiên phát hiện, tình nhi chính mở to mắt nhìn mình. Quân phi vũ để đũa xuống, cầm lên một bên khăn tay lau miệng, liếc xéo tình nhi cười nói, thế nào? Bản công chúa ăn tương rất chướng tai gai mắt. Tình nhi bản năng gật gật đầu, lập tức lại liên tục xua tay, không phải, không phải, công chúa, cái kia, cái kia. Ngài ăn chậm một chút, đừng có gấp nô tỳ sợ ngài ăn được quá mau, ngẹn sẽ không tốt. Nhìn tình nhi kia vẻ mặt khẩn trương, đã nghĩ giải thích rõ lại muốn khuyên nàng văn nhã một điểm ăn quẩn thái, quân phi vũ cũng nhịn không được nữa cười ha ha, tình nhi, ngươi thực sự thật là đáng yêu. Tình nhi vẻ mặt đỏ bừng, đô miệng không nghe theo, công chúa, ngài liền hội tiêu khiển nô tỳ. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa giữ cửa cung nữ đi đến, hơi không người, công chúa điện hạ, thương ngô quốc trầm hương hoàng tử ở ngoài cửa cầu kiến. Quân phi vũ nhẹ, Nga, một tiếng, mời hắn vào đi. Theo cung nữ một tiếng, hoàng tử điện hạ mời vào. Quân phi vũ cũng để đổ xuống, đứng đứng dậy, đôi mắt đẹp từ từ nhìn quá khứ, chỉ thấy một vị bạch y thanh niên đứng ở cửa, ngọc thụ lâm phong, áo dài như tuyết, trung gian trắc một ô kim ti đai lưng, đen nhánh tựa mực tóc dài nhẹ thùy ở hai vai, trên đỉnh đầu dùng một bạch ngọc mạng tóc bó trắc thành một búi tóc, toàn thân lộ ra một loại lịch sự nho nhã, tuấn tú phóng khoáng tuyệt đại phong tư. Mặc dù nàng hôm qua đã gặp hắn, đáng là hôm nay lại nhìn, cảm giác vậy mà hoàn toàn bất đồng. Nhìn hắn, quân phi vũ trong đầu đột nhiên hiện ra tào đại nhân ở Hồng Lâu Mộng, trung hình dung bảo ngọc lúc dùng từ ngữ, mặt như trung thu chi nguyệt, sắc như mùa xuân hiểu chi hoa, tóc mai như đao tài, mày như mực họa, mặt như đào cánh hoa, mục như thu ba. Tuy giận chốc chốc như cười, tức sân coi mà hữu tình. Này đó mỹ từ, dùng để hình dung trước mắt nam nhân này tuyệt không vì quá. Ấn tượng đầu tiên phân, quân phi vũ liền cho hắn cực cao 90 phân. Ở nàng quan sát hắn đồng thời, hoa trầm hương cũng đang đánh giá nàng, cặp kia sáng như ngôi sao con ngươi trung, đồng dạng hiện ra kinh diễm chi sắc. Nhìn nàng tiếu trên mặt hiện ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn thậm chí có một loại nghĩ ôm nàng vào lòng xúc động trong lòng hoài nghi cũng lặng yên mà lên, như vậy một vị linh động xinh đẹp, đẹp như họa trung tiên cô nương, thật là cái kia ác danh truyền xa phượng hoàng quốc lục công chúa sao. Quân phi vũ nhìn thấy hắn kinh diễm, cũng không có xem nhẹ trong mắt của hắn chợt lóe lên kinh ngạc, lại vẫn như cũ thoải mái triều hắn công môi mà cười, trầm hương hoàng tử, hoan nghênh quan lâm phi vũ cung, nếu như không chê lời, thỉnh ngồi bên này, bồi ta cùng nhau dùng bữa thế nào. Hoa trầm hương trong mắt tia sáng chợt lóe, công chúa thịnh tình, trầm hương tự nhiên tuân mệnh. Công chúa cho mời. PS Hoa ca ca, Mỹ Nam tới. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 12 Thứ 12 chương Mỹ Nam tâm kim đáy bể. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Trầm hương hoàng tử, hoan nghênh quan lâm phi vũ cung, nếu như không chê lời, thỉnh ngồi bên này, bồi ta cùng nhau dùng bữa thế nào. Hoa trầm hương trong mắt tia sáng chợt lóe, công chúa thịnh thỉnh, trầm hương tự nhiên tuân mệnh. Công chúa cho mời. Tình nhi, các ngươi tất cả lui ra. Tình nhi cùng Diệp Phong liếc mắt nhìn nhau, gật đầu nhận lệnh mà làm mà đi. Quân phi vũ vì hoa trầm hương thêm thượng rượu, chính mình thì rót một chén trà, triệu hắn hơi dơ lên, phi vũ không thắng rượu lực, cố lấy trà thay rượu kính trầm hương hoàng tử một chén còn thỉnh hoàng tử điện hạ không nên trách tội mới là hoa trầm hương tin con ngươi có chút điểm tinh quang ở lóng lánh duyên dáng khóe môi nhẹ nhàng một mân liền hiện lên hai nho nhỏ lê cơn xoáy phi vũ công chúa tùy ý liền là đến kiền hy vọng chúng ta có thể ở chung khoái trá hắn cũng là một thống khoái nhân quân phi vũ nhìn hắn đột nhiên cảm thấy nam nhân này đặc biệt coi được đặc biệt hắn cặp mắt kia luôn luôn chưa ngử trước cười làm cho người ta như một gió xuân cầu chúc ngươi ở phi vũ cung thừa hứng nhi lai like, cũng có thể nhân khi cao hứng mà về tin ta ta nhất định sẽ là một nhiệt tình đại khách chủ nhân tốt quân phi vũ nhẹ nhấp một miếng chén lý trà nhìn hắn uống rượu xong liền cho hắn gấp khối tạc nem rán đến ăn một chút gì đi tin ngươi cũng biết chỗ này của ta cũng không quy củ nhiều như vậy thật xấu toàn tùy ta tính tình cho nên, ở ta ngươi đây không cần khách khí như thế. Bất quá, ở ta mẫu hoàng trước mặt, vẫn phải là trang một giả vờ giả vịp Quân phi vũ triều hắn nháy nháy mắt, kia đẹp để linh động bộ dáng rơi vào hoa trầm hương trong mắt, giống như cái hạ lạc phàm trần tinh linh, nhượng hắn cảm giác, chính mình nguyên bản tràn ngập mù tâm như là đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Ở đến phượng hoàng quốc trước, hắn và hoàng đệ suy nghĩ rất nhiều rất nhiều ứng đối này ác danh truyền xa háo sắc công chúa biện pháp, nhưng hiện tại xem ra, nàng không những không là đồn đại trung tốt lắm sắc công chúa, nói không chừng còn là một bảo đâu. Chính cái gọi là lời đồn chỉ với trí giả, xem ra hắn cũng muốn làm một hồi trí giả. Hắn một bên dưới đáy lòng vui mừng, vừa cười kẹp khởi kia khối tạc nem ráng, đem nàng hảo ý cũng cùng nhau ăn vào trong bụng. Ăn ngon không? Quân phi vũ mang theo vẻ mặt lấy lòng, cười nhìn hắn hoa trầm hương đột nhiên cảm thấy có một loại ấm áp nhiệt lưu ở trong lòng dũng động nhịn không được cũng cười khởi đến ăn ngon đến ngươi cũng ăn một tiếp được đến hắn rất tự nhiên nhận lấy chiếu cố nhiệm vụ của nàng không ngừng giúp nàng gấp thức ăn bưng trà đưa nước thẳng đến nàng tiêu diệt hoàng một bàn thái vỗ bụng hô to trời ạ à, bụng của ta ăn no được sắp nứt vỡ nhìn này tuyệt không văn nhã nữ nhân hoa trầm hương lại cảm giác cho tới bây giờ không có quá nhẹ nhõm công chúa điện hạ không như chúng ta ra đi một chút đi quân phi vũ đôi mi thanh tú vừa nhíu yên lặng nhìn hắn ngươi kêu ta cái gì công chúa điện hạ quân phi vũ vén ở cánh tay hắn ngẩn trương tiếu mặt cười duyên sau này không cho phép ngươi kêu công chúa điện hạ ta gọi ngươi trầm hương ngươi kêu ta phi vũ có được không loại này mang theo mệnh lệnh nhưng lại trưng cầu hắn đồng ý ngữ khí, nhượng hoa trầm hương không nói gì mỉm cười, đáy mắt hiện lên khởi liên chính hắn cũng không phát hiện sủng nịch, gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy ánh mắt của hắn rơi vào nàng kéo tay hắn, quân phi vũ tiếu mặt ửng đỏ, cấp tốc rút ra bản thân tay, xin lỗi. Mạo phạm. Nàng cúi đầu thấp con ngươi ngượng ngùng, còn có trên mặt hiện lên kia một mặt đỏ tươi, lại để cho hoa trầm hương giật mình, ở cảm giác được trên cánh tay truyền đến trống rỗng hậu, hắn nhịn không được thân thủ, đem tay nhỏ bé của nàng bắt hết, nắm ở lòng bàn tay dùng hai tay bàn tay chăm chú bọc ở lòng bàn tay, phi vũ. Nghe kia dịu dàng giọng nam trung, quân phi vũ chỉ cảm thấy tâm một tất một tất lúng xuống xuống, tượng cái hoa si như nhau ngây ngô cười. Ở hiện đại thời gian, nàng liền đối Mỹ Nam hoàn toàn không có miễn dịch lực, đặc biệt phim thần tượng trung cái loại đó Mỹ biết dùng người thần cộng phẫn, nhưng lại dịu dàng thâm tình nam nhân tốt, quả thực liền là tình cảm của nàng sát thủ. Ở đây chính có một cảm tình sát thủ đang nhẹ hô tên của nàng, nàng còn chưa kịp câu dẫn đâu, nhưng nhìn hắn bộ dáng, hình như đã bắt đầu câu dẫn nàng, vậy bọn họ lưỡng như bây giờ, tính bất cũng coi là củi khô lửa bốc, ăn nhịp với nhau. Phi Phi, gì củi khô lửa bốc? Các ngươi còn chưa có lên giường đâu, lửa này còn chưa có thiêu cháy đâu, nhiều nhất cũng chính là một khối củi mục. Hoa trầm hương không nở bàn tay lý truyền đến cái loại đó ấm nhuận mềm mại cảm giác, vẫn không có buông tay nàng ra, mà quân phi vũ cũng làm bộ một bộ ngượng ngùng được mặt hắn ăn đậu hũ bộ dáng, nhẹ nhàng đem thân thể dựa vào đi lên. Hắn thuận thế thân thủ nhẹ lãm ở vai của nàng, phi vũ, trong cung ngươi quen thuộc, ngươi nói chúng ta đi kia hảo. Không như. Chúng ta bất muốn đi ra ngoài, ngay này trong phòng đem sự làm thế nào. Khụ khụ, khụ khụ, hoa trầm hương bị của nàng trắng ra cấp sợ đến cụ cái không ngừng chẳng lẽ là mình nhìn nhầm kỳ thực này công chúa còn là cái kia không hơn không kém háo sắc công chúa cái kia cái kia phi vũ nha chúng ta vừa ăn no thực sự không thích hợp làm này hoạt động còn là ra đi một chút về lại làm việc được không nhìn hoa trầm hương kia trướng hồng khuôn mặt tuấn tú quân phi vũ tay chỉ hắn ôm bụng cười cười to nhìn hắn vẻ mặt kinh ngạc không hiểu bộ dáng nửa ngày mới ngưng được cười, trầm hương, ngươi đây là nghĩ đi nơi nào? Ngươi nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì hỏng đi lên? Quân phi vũ, ngươi, ngươi dám trêu chọc ta. Nhìn ta không thu thập ngươi. Hoa trầm hương quyển khởi tay áo, thân thủ liền muốn bắt được nàng, đánh nàng thí thí, không nghĩ đến thân thể của nàng so với cá chạch còn trượt, thoáng cái liền chạy tới bàn một đầu khác. Ngươi đừng chạy. Ha ha ha, Ngươi bắt không được ta bắt không được ta quân phi vũ đắc ý triều hắn giả trang cái mặt quỷ nhìn hắn lại đuổi theo lập tức lại chạy kia chuông bạc tựa như tiếng cười truyền ra thật xa thật xa cũng có thể nghe thấy kết quả liền xác minh câu nói kia vui quá hóa buồn a à. nàng không chú ý tới vừa vòng quanh bàn chuyển thời gian đụng ngã cái chén dưới đất chính chảy một bãi thủy chân một dẫm thượng lòng bàn chân vừa trượt cả người liền mất đi cân bằng lớn tiếng thét lên, chổng vó triều dưới đất té xuống. Nhìn mình ngã được một thân nhếch nhác, mà hoa trầm hương lại hai tay ôm ở trước ngực, cười hít mắt nhìn nàng, một điểm viện trợ ý tứ cũng không có, quân phi vũ tay vỗ về té bị thương mông, oán hận trừng hắn liếc mắt một cái, mũi đau xót, nước mắt liền rớt xuống. Nhìn nàng một trụng lệ, hoa trầm hương trái lại luống cúng, vội vàng tiến lên muốn nâng dậy nàng, lại bị nàng dùng sức vung, ra. Nhân gia trên tivi nữ chính té, cũng có mỹ nam cứu, che chở trăm bề, lại đến cái thâm tình vừa hôn, hắn đảo hảo, không những không cứu nàng, còn đứng nhìn nàng chuyện cười, thật là làm cho nàng khí hận không ngớt. Tình Nhi, Diệp Phong, các ngươi mau vào. Nguyên bản nghe thấy tiếng thét chói tai đã nghĩ xông vào Tình Nhi cùng Diệp Phong đang chần chừ, này hội vừa nghe đến nàng kêu, lập tức mở cửa vọt vào. Thế nhưng lại đang nhìn đến hai người kia chăm chú giao thiếp cùng một chỗ ái mỗi lúc, lại mắc cỡ song song cúi đầu, không dám nhìn nữa. Này hoàng tử không đồng nhất bàn kia. Vừa tới ngày đầu tiên liền dám hạ tay, động tác thật đúng là rất nhanh. Bị hoa trầm hương đột nhiên ôm lấy thân thể ngăn lại miệng quân phi vũ, cảm giác phổi đột nhiên nghiêm trọng thiếu dưỡng khí, này mới phản ứng được, chính mình bị nam nhân này đánh lén. Đột nhiên cảm giác não bộ truyền đến một trận choáng váng, hai mắt một mặt hắt lại hôn mê bất tỉnh phi vũ phi vũ ngươi làm sao vậy hoa trầm hương nóng ruột thân thể của nàng thế nào liền như vậy yếu thế nào như thế bất kinh dọa đâu thẳng đến trong tay truyền đến một trận ẩm ướt cảm giác vương tay vừa nhìn lập tức kinh ngạc đến ngay người máu nàng chảy máu đáng chết hắn không dám lại lãnh đạm lập tức thân thủ ở trên người của nàng sờ soạn một lần ở không có phát hiện gãy xương thời gian, lập tức hướng phía tình nhi phát ra gầm lên giận dữ, mau mời ngự y. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 13 Thứ 13 chương tuyệt không buông tha ngươi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tình nhi vừa nhìn quân phi vũ đầu rướm máu lại hôn mê quá khứ, sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt, chạy đi liền hướng ngoại chạy. Diệp Phong đi lên phía trước vừa nhìn, âm trầm một khuôn mặt tuấn tú đạo, công chúa điện hạ vết thương cũ lại bị vỡ. Hoàng tử điện hạ là quý khách, này đẳng hầu hạ công chúa chuyện, còn là Diệp Phong đến làm đi. Nói xong, hắn không nói lời gì liền thân thủ nhẹ nhàng một bát, đem hoa trầm hương tay bát mở ra, chính mình cấp tốc cúi người xuống đem quân phi vũ ôm vào nội thất, nhẹ nhàng đem nàng phóng ở trên giường, lại vội vàng tìm được vải xô ở đầu của nàng thượng làm cái băng bó đơn giản tiến hành cầm máu nhìn quân phi vũ bất tỉnh nhân sự nằm ở trên giường kia khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không nhúc nhích đáng thương bộ dáng nhượng diệp phong trong lòng tự trách không ngớt nếu không phải hắn lỗ mãn nàng như thế nào hội lại nhiều lần hôn mê đâu nghĩ khởi chính mình vừa mới mới nhìn đến hoa trầm hương hôn nàng một màn kia không biết vì sao trong lòng lại muộn được muốn phát hỏa trống giận sớm biết như vậy chính mình lúc đó theo nàng liền là cái ý niệm này vừa ra diệp phong chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh gió mát nguyên bản dịu dàng sắc mặt ở trong nháy mắt lại khôi phục lạnh lùng lui về phía sau hai bước quy củ thùy con ngươi yên lặng đứng ở bên giường bảo vệ nàng hoa trầm hương gấp đến độ đi tới đi lui lông mày rậm vo thành một nắm thế nào này ngự y còn chưa có thỉnh về diệp thị vệ ngươi nhanh đi thúc thúc diệp phong lạnh lùng nói tình nhi đã đi nàng làm việc hoàng tử điện hạ cứ việc yên tâm hoa trầm hương ngước mắt nhìn này không giống thị vệ thị vệ trong mắt hàng quan chợt lóe lông mày rậm một chọn đang muốn mở miệng liền nghe thấy tình nhi thanh âm nhanh lên một chút nhanh lên một chút ôm ngự y cầu cầu ngài đi nhanh điểm đi tình nhi ta này bất chính ở đuổi thôi bà cô ngươi đừng vội a à. một tiếng dễ nghe lại rõ ràng có không thể tránh được thanh âm ở ngoài cửa vang lên tình nhi sao có thể không vội, muốn là công chúa Điện Hạ có một không hay xảy ra, sợ là người ta cũng khó trốn chịu tội. Tình nhi thanh âm nghe đến có chút tức giận. Diệp Phong hơi chọn môi, nha đầu này, vốn là như vậy đi một mạch, cũng không sợ đắc tội nhân. Theo tình nhi không ngừng dục giọng nói, thân ảnh của nàng cũng rất nhanh xuất hiện ở nội thất, mà theo sát ở sau lưng nàng, chính là vị kia thanh tú tuấn nhã ôn dịch nho ngự y trải qua một phen cẩn thận kiểm tra băng bó quân phi vũ thật vất vả dở xuống băng vải lại lần nữa cột vào đầu của nàng thượng lần này buộc được so sánh với một hồi còn dày hơn ở ôn dịch nho dùng sức một triều đánh hạ cuối cùng một kết lúc quân phi vũ cũng bị hắn trừu băng vải lực đạo cấp trừu tỉnh mở mắt vừa nhìn lại là đáng chết này ôn thần quân phi vũ một đôi con ngươi đen yên lặng nhìn ôn dịch nho rất nhanh hai giọt lệ theo khóe mắt nàng tuột xuống Ôm dịch nho bị nàng kia ai oán ánh mắt thấy đáy lòng hốt hoảng, lại nhìn đến có tiếng ác bá công chúa vậy mà khóc, thậm chí có một chút tay chân luống cuốn, nghiêng đầu, đem ánh mắt cầu trợ đầu hướng Tình Nhi. Tình Nhi vừa thấy quân phi vũ khóc, lập tức hoảng hốt đánh về phía đầu giường, "Công chúa, ngươi tại sao khóc? Có phải hay không vết thương đau? Đến, nô tỳ cho ngươi thổi một chút." "Không đau nga." Quân phi vũ ôm đồng ở Tình Nhi tay, con ngươi đen có rõ ràng hoảng loạn, trên mặt còn treo hai hàng vệt nước mắt, hoặc nhìn phân ngoại đáng thương, nàng xem hướng Ôn Dịch nho thời gian có vẻ có chút sợ sợ, "Tình Nhi, ta có phải hay không cùng này Ôn Ngự y có thù oán a?" À? "A, à, có thù oán." Tình Nhi nhất thời không kịp phản ứng, "Công chúa, ngài sao có thể nghĩ như vậy? Ôn Ngự y sao có thể cùng ngươi có thù oán?" "Thế nhưng, hắn mỗi lần cho ta hạ dược cùng các bố, đô hạ thật lớn kình đạo." ta hoài nghi hắn là cố ý. Quân phi vũ sợ sệt ánh mắt hướng phía ôn dịch nho nhìn sang, lại bắt được tình nhi tay, lần tới không muốn lại thỉnh hắn tới, thỉnh khác ngự y đi. Ta rất sợ hắn. Ôn dịch nho tính tình luôn luôn ôn hòa, nhưng đang nghe đến quân phi vũ những lời này lúc, vốn có liền cảm thấy nữ nhân này có chút không thể nói lý, nhìn thấy mọi người mang theo ánh mắt chất vấn, càng chán nản trừng mắt. Hắn đúng là tay kính nặng nề một chút, cũng đúng là trong lòng với nàng có oán hận, thế nhưng hắn còn không đến mức tượng nàng nói như vậy không chịu nổi đi. vậy mà nói rõ từ đó không muốn hắn trị, này với hắn ngự y cuộc đời đến nói, không thể nghi ngờ là một thiên đại chỗ bẩn a. À. một khi nữ hoàng bệ hạ truy cứu khởi đến, hắn đâu gánh chịu được trách nhiệm này? Tình Nhi, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ánh mắt của hắn thật đáng sợ, hình như muốn giết ta quân phi vũ tuyết trắng như hành ngón tay thon nhỏ chỉ hướng ôn dịch nho, tình nhi theo vừa nhìn, quả nhiên thấy ôn dịch nho thối gương mặt, chính vẻ mặt phẫn hận trừng quân phi vũ. Hoa trầm hương tuấn mặt trầm xuống, không nghĩ đến, nguyên lai phượng hoàng quốc nô tài như vậy gan lớn, dám trở xuống phạm thượng, xem ra là nữ hoàng bệ hạ cùng công chúa điện hạ quá mức tha thứ. Ôn dịch nho cảm giác hôm nay thật là của mình xui xẻo nhật, này đó chỉ trích, với hắn mà nói quả thực chính là tai bay vạ gió tức thì cũng là tuấn mặt trầm xuống, thẳng tắp quỳ xuống, công chúa Điện Hạ muốn gán tội cho người khác, vì hoạn vô từ. Ngươi nghĩ thế nào đối phó dịch nho, cứ việc động thủ liền là. Dịch nho cho tới bây giờ chưa sợ qua. Quân phi vũ mở to mắt, tình nhi, hắn làm cái gì vậy? Ta lại chưa nói muốn đối phó hắn. Diệp Phong, ngươi mau đưa hắn đuổi đi. Không hiểu ra sao cả, ầm ĩ người chết, đầu ta đau quá, ta muốn nghỉ ngơi nói xong nàng liền nhắm lại mắt ai cũng bất lại để ý tới diệp phong bất đắc dĩ liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất ôn dịch nho dựa vào hắn đến xem hôm nay này tiểu ma nữ nói rõ là ở sửa chữa ôn dịch nho kỳ thực ôn ngự y đối khúc mắt của nàng bọn họ trong lòng đô rõ ràng đảng ôn ngự y y thuật có thể nói là toàn phượng hoàng quốc nội tốt nhất đại phu chỉ cần hắn xuất thủ chữa bệnh bệnh nhân thương vũ được đặc biệt mau hơn nữa hắn tính tình ôn hòa cho nên trong cung từ trên xuống dưới đô thích tìm hắn. ôm ngự y, công chúa Điện Hạ muốn nghỉ ngơi, nhượng Diệp Phong tống ngươi về đi. Tình nhi nói với ôm dịch nho hoàng, vội vàng triều Diệp Phong nháy mắt ra dấu. Diệp Phong thân thủ kéo ôm dịch nho, quay đầu lại căng dặn tình nhi, tình nhi, ngươi nhưng muốn hầu hạ hảo trầm hương hoàng tử, ta đi một chút sẽ trở lại. Biết. Tình nhi vang dội đáp. Diệp Phong lại triều hoa trầm hương vi liền không người, lúc này mới dẫn ôn dịch nho đi ra ngoài, ôn ngự y, thỉnh. Lúc gần đi, ôn dịch nho lại tức giận nhìn nằm ở trên giường quân phi vũ liếc mắt một cái, tinh con ngươi trung có một luồng tích tụ nan giải, ngay cả lấy thuốc trương tay đô gân xanh lộ, có thể thấy trong lòng hắn phẫn nộ mạnh bao nhiêu liệt. Diệp phong tống hắn đi qua ngự hoa viên, nhìn thấy ôn dịch nho sắc mặt vẫn là không có hòa hoãn xuống, nhìn không được khuyên đạo, dịch nho, ngươi biết rõ nàng có thương trong người, tính tình cũng không tốt, thế nào còn sẽ để ý lời của nàng. Ngươi liền biệt suy nghĩ nhiều như vậy, nàng tự sau khi tỉnh lại, cả người thay đổi rất nhiều, rất nhiều sự nàng không nhớ rõ. Ôn dịch nho bỗng nhiên ngước mắt, tin con ngươi nhẹ mị, nhìn chung quanh nhìn, mới nhỏ giọng nói với hắn, Diệp Phong, ngươi là của ta bạn tốt, ta nhưng nhắc nhở ngươi một câu, công chúa điện hạ não bộ cũng không có tụ huyết, theo lý không nên hội mất trí nhớ mới là dịp phong hổ khu chấn động dịch nho thế sự không có tuyệt đối những lời này ngươi đã nói với ta thì thôi nhưng ngàn vạn không muốn đối với người khác nói bằng không sẽ rước lấy đến họa sát thân chẳng lẽ ngươi quên rồi dịch phỉ là chết như thế nào sao ông dịch nho tin con ngươi trong nháy mắt dâng lên một cổ cừu hận bất ta sao có thể quên đều do yêu nữ kia nếu không phải nàng dịch phỉ như thế nào sẽ chết dịch phỉ như thế nào sẽ chết một câu cuối cùng, ôm dịch nho nghẹn ngào cơ hồ nói không nên lời. Lập tức lại ngẩng đầu, đôi mắt hàng lóng lánh, ta tuyệt đối sẽ không phóng quá của nàng. Diệp Phong, ngươi cùng ý nghĩ của ta còn là giống nhau đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 14 Thứ 14 chương Phượng Cầu Hoàng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Diệp Phong trần chừ ở hắn mở miệng muốn nói là thời gian, trong đầu lại hiện ra kia trương quấn quýt lấy băng vải nhu nhược đáng thương khuôn mặt, mặc dù biết nàng không thể thương, hơn nữa còn thật cường hãn, rất biết trêu chọc nhân, nhưng hắn chính là bất giống như trước như nhau khẳng định chính mình sẽ ra tay đối phó nàng. Ông dịch nho thấy hắn không trả lời, tin con ngươi trung hàng quan chợt lóe, dịp phong, ngươi đừng quên, lúc trước dịch phỉ là thế nào đối ngươi? Chẳng lẽ nàng đối ngươi hảo, ngươi toàn đều quên? Diệp Phong than nhẹ một tiếng, ta không quên. Ta sao có thể hội quên dịch phỉ là thế nào với ta đâu. Ta chỉ là đang suy nghĩ, hiện tại công chúa cái dạng này, nhưng ta cảm giác có chút không giống nhau. Ông dịch nho ánh mắt trở nên có chút hung tàn, có cái gì không đồng nhất dạng. Còn không phải là kia gương mặt, kia một bộ thân thể. Ngươi nên sẽ không bị nàng trang một trang đáng thương, liền mê hoặc đi. Diệp Phong nhìn hắn hình như càng nói càng thái quá, nhìn không được cũng tuấn mặt trầm xuống, dịch nho, ngươi ở nói bậy bạ gì đó, ngươi đã mất đi lý trí, ta đi về trước, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, cũng không quản ôn dịch nho nghĩ như thế nào, thẳng hướng phía phi vũ cung đi trở lại. Lưu lại ôn dịch nho đứng ở tại chỗ, quán hận đem nắm tay thẳng huy hướng bên cạnh giả sơn, nắm tay thu hồi, giả sơn thượng vậy mà lõm xuống một dấu quyền. Đãi ôn dịch nho đi xa hậu, một thân ảnh cá chạch tựa theo giả sơn nội chui ra, nhìn giả sơn thượng giấu quyền, lẩm bẩm, không nghĩ đến, ôn ngự y lại cũng là cái thâm tàn bất lộ cao thủ. Quân phi vũ mơ mơ màng màng ngủ một hồi, lại ở mơ tới ôn dịch nho nhe nanh múa vuốt triều nàng đánh tới lúc bị làm tỉnh lại. Nàng thân thủ nhẹ nhàng lau đi trên trán mồ hôi lạnh, nghiêng đầu nhìn nhìn trong phòng, lại phát hiện hoa trầm hương lại vẫn ở trong phòng ngồi, mà tình nhi đang giúp hắn thêm trà. Tình nhi vừa nghe đến quân phi vũ tiếng la, tình nhi cùng hoa trầm hương đồng thời chạy vội tới trước giường, lại đồng thời lên tiếng hỏi, công chúa, phi vũ, ngươi cảm giác thế nào? Quân phi vũ nhìn này hai trương tuy nhìn không đồng nhất dạng, nhưng đồng dạng doanh quan tâm mặt, trong lòng cảm giác ấm áp, nhìn không được khẽ mở môi đỏ mọng, cười nói, ta rất tốt. Các ngươi thật là có ăn ý a à? Tình nhi một chút đỏ mặt, công chúa, ngài chớ nói lung tung. Hoa trầm hương trái lại tự nhiên rộng rãi cười nói, ta cùng tình nhi ăn ý, đều đến từ chính ngươi. Đúng không? Tình nhi. Tình nhi dùng sức gật đầu, nhìn về phía hoa trầm hương trong mắt, có bội phục. Hoàng tử chính là hoàng tử, lời nói ra chính là có triết lý. Hoa trầm hương chiêu thức ấy tứ lạng bạc thiên cân năng lực, cũng làm cho quân phi vũ cảm giác nam nhân này đầu óc không tệ, không chỉ phản ứng mau, hơn nữa hai ba câu trung còn thuận tiện vỗ một cái của nàng nịnh hót. Đối với có tài lại có mạo nam nhân, quân phi vũ luôn luôn thờ phụng nguyên tắc là đầu nhân đoạn, máu nhân lưu, Mỹ Nam tuyệt đối không thể để cho hắn lưu. Xem ra có này hoa trầm hương ở, nàng phía sau này, không nên tịch mịch đi. Hoa trầm hương bị quân phi vũ kia mang sắc mắt thấy chiếc bông, phi vũ, trên mặt ta thế nhưng trường hoa. Không trường hoa. Nàng lắc lắc đầu, lập tức lại bẩn cực cười nói, muốn trường, đó cũng là trường cỏ A, nhân gia nói, mỹ nữ như hoa, mỹ nam như cỏ. Trầm hương là mỹ nam, tự nhiên như cỏ. Hoa trầm hương hơi nghiêng hạ thân, thân thủ nhẹ nhàng quát quát của nàng mũi, khuôn mặt tuấn tú thượng đầy sủng nịch cười, ngươi nha. Thực sự là nghịch ngợm. Ở đâu ra này đó ví dụ? Quân phi vũ không có ý tứ liếc mắt nhìn tình nhi trạm địa phương, này mới phát hiện, tình nhi sớm không biết từ lúc nào đã lui xuống thông minh nha đầu quay đầu lại nhưng tốt hảo thưởng một thưởng nàng mới được trầm hương ngươi hội đánh đàn sao quân phi vũ nhẹ giọng chuyển đề tài một đôi nai con bàn mắt to trong trẻo cười nhìn hắn nếu như nói hắn sẽ không vũ cầm lộng tiêu những đồ chơi này kia thật đúng là lãng phí hắn này một thân tuấn tú phóng khoáng khí chất mà nàng ở hiện đại là toàn quốc nổi tiếng nhất học viện âm nhạc sinh viên ưu tú thổi kéo đàn hát tất nhiên là vô vừa rơi xuống bởi vì yêu thích âm luật tự nhiên cũng hy vọng có thể tìm một cầm tiêu cùng minh nam nhân cộng độ quãng đời còn lại đương nhiên ngươi nghĩ nghe sao hoa trầm hương trong con ngươi lóe nhu được chìm nhân quan thẳng thấy quân phi vũ gật gật đầu liền ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống ở hiện đại nàng còn chưa mở bao liền bị nhân khách băng thật đúng là không hảo hảo nói qua một lần luyến ái duy nhất làm cho nàng động tâm, liền là cái kia quần sáng che mãn một thân hàng tử tuấn, nhưng bây giờ cùng nàng cũng là trời nam đất bắc, không có khả năng lại nghĩ hắn đi. Mà Diệp Phong mặc dù cùng hàng tử tuấn nhìn giống nhau như đúc, nhưng lại đều đúng nàng có một loại không hiểu oán hận, làm cho nàng khí muộn không ngớt, tiến tới nhượng bộ lui binh. Nhận rõ hiện thực, hảo hảo sống sót, đây là hiện tại nàng duy nhất có thể làm chuyện. Tình nhi, mau lấy ta cầm cùng tiêu đến. Quân phi vũ thanh âm có chút hưng phấn, nàng thế nhưng rất chờ mong này hoa trầm hương có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Tình nhi rất nhanh liền bày xong cầm, trầm hương hoàng tử, thỉnh. Hoa trầm hương cũng không khách khí, tự nhiên rộng rãi ở cầm ấn tiền tọa hạ, nhẹ nhàng thử bác một chút điều âm, sau đó liền triều quân phi vũ nhoẻn miệng cười, phi vũ, này một khúc, ta thế nhưng chuyên môn tấu cho ngươi nghe, nghe kỹ. Hoa trầm hương một đôi thon dài tay trắng nõn như ngọc, theo dây đàn nhẹ nhàng kích thích, hồn hậu tiếng đàn vang lên, hắn kia tốt đẹp êm tai tiếng nói cũng theo tiếng đàn, cùng nhau một phục, kẻ sướng người họa. Có mỹ nhân hề, thấy chi không quên. Một ngày không thấy hề, tư chi như điên. Phượng phi bay lượng hề, bốn biển cầu hoàng. Bất đắc dĩ gia nhân hề, không ở đông tường. Đem cầm đại ngữ hề, trò chuyện viết tâm sự. Hôm nào thấy hứa hề, an ủi ta do dự. Nguyện nói phối đức hề dắt tay tương đem không được vu phi hề sử ta tiêu vong này một khúc chính là năm đó tư mã tương như khiêu khích trắc văn quân sở đàn hát chi phượng cầu hoàng cầm ca không nghĩ đến hôm nay này hoa trầm hương vậy mà mượn hoa hiến phật hát cho nàng nghe kia vang vang hữu lực cứng cáp xa xưa tiếng đàn phối thượng hắn kia trầm thấp quay về tiếng nói còn có kia thường thường triều nàng phao tới hồn siêu phách lạc mị nhãn những quân phi vũ tâm linh cảm thấy một loại chưa bao giờ có chấn động. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 15 Thứ 15 chương một khúc kinh tứ tọa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Một khúc kết thúc, hoa trầm hương buông hai tay, nhìn quân phi vũ đảng cười không nói. Quân phi vũ nhưng vẫn nhiên trầm mê ở hoa trầm hương kia làm cho người ta mê say tiếng nói trung, không thể tự thoát ra được. Hắn tiếng nói gặp may mắn, cùng lúc nói chuyện nhẹ nhàng khoan khoái không đồng nhất dạng, hát thời gian lại thêm một phần trầm thấp thuần hậu, giống như một chén rượu ngon, làm cho người ta khẽ nhấp một cái, còn muốn lại suýt một ngụm, hận không thể vĩnh viễn như vậy nghe tiếp mới tốt. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại, ngước mắt vừa lúc chống lại hoa trầm hương kia nhu tình như nước con ngươi đen, hắn ở đôi mắt nàng lý nhìn thấy thưởng thức cùng kính phục. Mà nàng, thì tại hoa trầm hương trong mắt nhìn thấy tự tin của hắn cùng thỏa mãn. Tương hổ nhìn kỹ một lát, còn là hoa trầm hương mở miệng trước cười, phi vũ, ngươi thế nào như vậy nhìn ta? Không phải trên mặt ta lại trường cỏ đi. Một bên tình nhi, xì, một tiếng bật cười, ở gặp phải quân phi vũ một ký mắt lạnh hậu, lại vội vàng che miệng cúi đầu. Quân phi vũ quay đầu lại nhìn hoa trầm hương, hắn giờ phút này ở trong mắt của nàng tự hồ thế nào nhìn đô mê người, trong lòng toát ra một loại tìm được biết đã hưng phấn. Nàng vén bị xuống giường, đến gần hoa trầm hương trước mặt, có qua có lại mới toại lòng nhau. Trầm hương, ta cũng tới cho ngươi đạn thượng một khúc. Đi được quá mau dưới, bước chân lão đảo một cái, hoa trầm hương vội vàng đứng dậy tương đỡ, mâu quan đang rơi xuống trên đầu nàng cuốn quít lấy băng vải lúc, mày một nhẹ túc, phi vũ, vết thương của ngươi không có gì đáng ngại đi. Nếu như miễn cưỡng, vậy không muốn bắn, dù sao chúng ta còn có rất nhiều thời gian ở chung, sau này không sợ không có cơ hội nghe ngươi đánh đàn. Quân Phi Vũ ngước mắt cười nhìn hắn, không có gì đáng ngại. Ta cũng không là mỗi thiên đô có hứng thú đánh đàn, không tin ngươi hỏi một chút tình nhi, thiên hạ có mấy người có thể có hạnh nghe thấy ta tiếng đàn. Hoa Trầm Hương đưa mắt đầu hướng tình nhi, quả nhiên, tình nhi dùng sức gật đầu. Hoa Trầm Hương sang sảng cười, tốt lắm, đã Phi Vũ thịnh tình, kia trầm hương chỉ có chăm chú lắng nghe. Quân phi vũ hướng bọn họ cười, nhẹ lưu làng váy, chậm rãi tọa hạ, thập căng trắng noãn như hành ngón tay nhẹ ấn lên dây đàn, nhẹ nhàng vang lên tiếng đàn, bạn của nàng than nhẹ trạng hát, ở trong phòng chậm rãi vang lên, lại xuyên qua sông xuyên qua môn ra bên ngoài phiêu tống. Đây chính là hoa nở thời gian, lộ ước yên chi sơ thấu. Yêu hoa thả ân cần gần nhau, chớ để hoa nhi gầy gò. Đây chính là trăng tròn thời gian, trăng sáng chiếu mãn tây lâu. Tiết Nhật thả ân cần gần nhau, chớ để Nguyệt Nhi trốn. Tựa như vậy ngày tốt mỹ cảnh, tựa như vậy mật ý vấn vương. Chỉ mong hoa trường hảo, Nguyệt bầu dục, nhân lâu dài. Khi ôm nhu mềm, cuốn triền miên miên thanh âm, giống như một căn sợi tơ, đem hoa trầm hương tâm cuốn lấy tràn đầy, kìm lòng không đậu nhắm mắt lại, tế tế nghe, không muốn lỡ bất luận cái gì một nốt nhạc chỉ muốn đem cái thanh này thanh âm vĩnh viễn vĩnh viễn cất kỹ trong lòng. Trong óc của hắn hiện ra một bức tốt đẹp hình ảnh, quân phi vũ tựa ở trong ngực của hắn, chính tình tứ cùng hắn vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thì thầm, một khắc kia, tựa là thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn. Thẳng đến một khúc kết thúc, hắn còn chìm đắm ở đó phút mỹ lệ hình ảnh trung không thể tự thoát ra được. Quân phi vũ xem bọn hắn một cái còn chưa có theo tiếng hát của nàng trung phục hồi tinh thần lại, Hiểu ý cười, vừa nặng bắn một lần. Nhìn thấy Hoa Trầm Hương cùng Tình Nhi mê say, nàng nguyên vốn còn muốn đạn nhiều hai thủ, nhưng này ngón tay cũng đã đau đớn, thân thủ vừa nhìn, mười ngón đầu ngón tay vậy mà toàn sưng đỏ. Xem ra nguyên lai quân phi vũ quả nhiên là bất thường đánh đàn, chỉ là nhẹ nhàng bắn hai lần, tay đã không thể lại bắn. Các ngươi phát cái gì ngốc a, à, ha hả, có phải hay không thái dễ nghe? Nàng này một tá thú hoa trầm hương cùng tình nhi này mới thanh tĩnh lại tình nhi đang nhìn đến quân phi vũ chớp mắt ám chỉ hậu ái muội cười cười lập tức đi ra ngoài hoa trầm hương tượng là không nhìn tới nàng cùng tình nhi ở nháy mắt ra dấu một đôi tinh con ngươi lóe như là nhìn thấy bảo như nhau tia sáng kỳ dị chậm rãi đến gần bên cạnh nàng nhẹ nhàng lãm nàng vào ngực theo nghe thấy nàng hát khi đó bắt đầu hắn vẫn muốn làm động tác này bây giờ rốt cuộc như nguyện trong lòng phong phú cảm mũi gian quanh quẩn thơm dịu, nhưng hắn thản nhiên sinh ra một loại như là có toàn thế giới như nhau thỏa mãn cảm. Rộng lớn ôm ấp, bọc của nàng ôm ngọc mềm hương, nhiệt độ không khí hình như có dần dần lên cao thái độ. Quân phi vũ có sắc tâm không sắc đảm, bị hắn đột nhiên như vậy ôm vào trong ngực, nhất thời lại không dám ngước mắt nhìn hắn, cúi đầu, toàn bộ bên tai hồng thấu. Hoa trầm hương nhìn nàng kia ngượng ngùng bộ dáng, càng say mê, nếu như có thể một đời như vậy ôm lấy nàng, sợ là nhượng hắn chết cũng nguyện ý đi. Tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng nâng lên cầm của nàng, nhìn nàng đẹp như ba tháng hoa đào bàn hai gò má, cười đến cong cong mặt mày, còn có kia hồng hào dục tích lăn môi, hoa trầm hương không chút suy nghĩ, trực tiếp đem dấu môi son đi lên, mềm mại, mềm ngấy xúc cảm, nhượng hắn bụng dưới lại là căng thẳng. đang định làm sâu sắc nụ hôn này, đột nhiên cửa vang lên tình nhi lớn tiếng kinh hô nô tỳ tham kiến nữ hoàng bệ hạ một phen mềm mại tiếng nói theo vang lên trẫm đại thật xa liền nghe tới có người đánh đàn đạn được thật đúng là dễ nghe tình nhi công chúa điện hạ đâu hồi hoàng thượng công chúa ở trong nhà đâu quân phi vũ nghe thấy tình nhi lớn tiếng đưa tin hoảng sợ này mẫu hoàng thế nào đột nhiên tới không kịp lại nghĩ lập tức đẩy ra hoa trầm hương hờn dỗi trừng hắn liếc mắt một cái lại thân thủ vuốt ve tóc sửa sang lại quần áo, lúc này mới đi ra ngoài, phi vũ thấy qua mẫu hoàng. Hoa trầm hương cười cười, cũng cùng ở phía sau của nàng đi ra ngoài. Vũ Nhi, vừa thế nhưng ngươi đang gãy đàn. Hồi mẫu hoàng, chính là Nhi thần. Không nghĩ đến, một thời gian không thấy, Vũ Nhi tiếng đàn vậy mà tiến bộ như vậy, ta cũng hát được ngày càng dễ nghe. Quân phi Vũ nhìn này trẻ tuổi mạo Mỹ không thua gì chính mình gương mặt này quân mạc sầu, chống lại nàng cặp kia tiếu ý dịu dàng đôi mắt đẹp, ngây thơ khẽ sẵn giọng mẫu hoàng thế nào đột nhiên liền tới đây, có phải hay không cố ý đến xem nhi thần chuyện cười. Quân mặt sầu nhợt nhạt cười, vũ nhi, trong ngày thường ngươi cũng không nguyện đánh đàn, hôm nay vì sao như vậy có nhã hứng. Chẳng lẽ là bởi vì trầm hương hoàng tử. Quân phi vũ nhìn hoa trầm hương liếc mắt một cái, đối diện thượng hắn mỉm cười hai tròng mắt, tiếu mặt một nóng, mẫu hoàng, ngươi tịnh hội chuyện cười nhi thần. Đồng An, ngươi xem một chút, này to gan lớn mật nha đầu vậy mà thông suốt, hội đỏ mặt nha. Ha hả. Theo quân mạc sầu lời nói, quân phi vũ lúc này mới nhìn kỹ liếc mắt một cái đứng ở bên người nàng vẫn không nói gì kia nam nhân, năm nào ước ba mươi, nhìn ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, khuôn mặt tuấn tú biểu tình nhàn nhạt, cùng nhân có một loại xa cách cảm. Dù cho nghe thấy quân mạc sầu lời, cũng chỉ là khẽ gật đầu một cái. Theo hắn cùng với quân mặt sầu giữa mặt mày đưa tình đến xem, hắn hẳn là nữ hoàng nam sủng đi. Quân phi vũ nhất thời không làm rõ được hắn là thân phận gì, đành phải triều hắn mỉm cười, gật gật đầu, liền tuyển trạch tạm thời xem nhẹ. Liền chỉ là như vậy cười, đã nhượng hắn ngẩn người, lập tức mới hồi nàng cười, trong mắt lại hơn một phần miệt mài theo đuổi. Lúc này, quân mặt sầu ánh mắt rơi vào hoa trầm hương trên người, Ánh mắt yêu thương giống như là mẫu thân nhìn con của mình như nhau. Trầm Hương Hoàng Tử, không biết Phi Vũ nha đầu này có hay không chọc giận ngươi sinh khí. Nha đầu này luôn luôn làm theo cảm tính quen, ngươi nhưng muốn nhiều nhiều thông cảm a. À. Hoa Trầm Hương nhìn Vi cười cười, đạo, hồi nữ hoàng bệ hạ, Phi Vũ cá tính cùng Trầm Hương rất hợp, vừa gặp đã thân. Không dối gạt nữ hoàng bệ hạ, Trầm Hương này một viên tâm sợ rằng hôm nay muốn giao ra đi. Bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 16 Thứ 16 chương cho hắn tuyển trạch Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Quân phi vũ đôi mắt sáng trợn tròn, này hoa trầm hương có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Cổ nhân cũng có to gan như vậy sao? Hắn nói như vậy, không phải là là hướng mẫu hoàng chính thức cầu hôn sao? Quả nhiên, quân mặt sầu cao hứng cười to, rất tốt. Rất tốt, trẫm thật không nghĩ tới chúng ta phi vũ như thế có tiền đồ nhanh như vậy liền đem trầm hương hoàng tử tâm đô cấp lấy đi quân phi vũ dậm chân mẫu hoàng ngươi lại ở pha trò nhi thần được rồi gặp các ngươi ở chung hòa hợp mẫu hoàng cũng yên lòng quân mạc sầu cười nói hoàng triệu quân phi vũ vẫy vẫy tay nhìn trên đầu nàng thương khẽ cho mày phi vũ đầu của ngươi thương không có việc gì đi mẫu hoàng không cần lo lắng không có việc gì ôn ngự y nói là một điểm bị thương ngoài da quân mạc sầu nhẹ vỗ về của nàng vết thương không có việc gì liền hảo sau này cũng phải cẩn thận một chút đừng nửa sàng bậy lần này mẫu hoàng ở đi sứ thiên tiệm quốc thời gian bọn họ đưa một lọ hắc ngọc kéo dài tính mạng cao nghe nói trà ở trên vết thương chỉ cần một đêm liền hảo mẫu hoàng ban cho ngươi ngươi thử xem thử có hay không dùng thật vậy chăng cảm ơn mẫu hoàng quân phi vũ đại hỷ lập tức nhận lấy dùng sức ở quân mạc sầu mặt thượng hôn một cái quân mạc sầu sửng sốt một chút lập tức tươi cười rạng rỡ người đứa nhỏ này lớn như vậy còn điên điên khùng khùng cũng không sợ trầm hương hoàng tử thấy chuyện cười trầm hương sẽ không chuyện cười ta quân phi vũ cười mắt cong cong nhìn về phía hoa trầm hương phải không trầm hương hoa trầm hương cười nhẹ chút đầu sẽ không Quân mạc sầu nhìn quân phi vũ kia trương tràn đầy hạnh phúc khuôn mặt tươi cười, đôi mắt đẹp đột nhiên nảy lên một tầng ướt sương mù, nàng sủng nịch thân thủ, nhẹ vỗ về quân phi vũ đầu, vũ nhi, trẫm về trước cung, trầm hương hoàng tử nhưng liền giao cho ngươi chiếu cố. Nhi thần cẩn tuân mẫu hoàng ý chỉ. Mẫu hoàng, vũ nhi tống ngươi ra. Quân phi vũ vô cùng thân thiết câu ở quân mạc sầu tay, quân mạc sầu vốn là muốn trăng dạy nàng không đủ đoan trang lời, lại nhìn thấy trên mặt nàng giàu giặc tươi cười lúc càng làm nói thu trở lại đi tới cửa đang nhìn tới cửa cái kia tất rất thân ảnh lúc quân mạc sầu bước chân một trận vũ nhi nhượng diệp phong cùng trẫm trở lại thuận tiện đem dược cho ngươi lấy tới quân mạc sầu lời này vừa ra không chỉ quân phi vũ sửng sốt một chút ngay cả diệp phong tựa hồ cũng không ngờ rằng hắn sửng sốt một chút liền lập tức nói diệp phong tuân chỉ ở quân mạc sầu muốn đi kia một sát quân phi vũ rất sợ quân mạc sầu sẽ đối với diệp phong bất lợi lại kéo của nàng ống tay áo nói một tiếng mẫu hoàng diệp phong là một làm hết trách nhiệm nhân ngươi không muốn làm khó hắn quân mạc sầu cười nhìn diệp phong liếc mắt một cái ngươi nha đầu này thế nào liền biết trẫm hội làm khó hắn ngươi yên tâm đi trẫm sẽ không động ngươi nhân quân mạc sầu một câu trẫm sẽ không động ngươi nhân náo đỏ quân phi vũ mặt lại tác động mấy nam nhân tâm phượng nghi cung diệp phong ngồi đi quân mạc sầu gọi diệp phong quay đầu lại lại để cho những thứ ấy cung nữ lui ra cuối cùng liên của nàng phi tử đồng an cũng bị nàng khuyên ra diệp phong tọa hạ ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi quân mạc sầu khai thanh diệp phong biết trẫm tìm ngươi đến muốn nói cái gì sao quân mạc sầu thanh âm rất dịu dàng nhưng này trương tuyệt mỹ trên mặt lại không nửa phi vũ cung lúc tươi cười diệp phong ngu dốt còn thỉnh bệ hạ minh kỳ quân mạc sầu đột nhiên một tiếng gầm lên, cho trẫm quỳ xuống. Diệp Phong không hỏi vì sao, trực tiếp quỳ xuống. Hắn luôn luôn không phải nói nhiều nhân, mà hắn cũng biết, nữ hoàng bệ hạ càng một anh minh thông minh nữ nhân, nàng làm cho mình quỳ xuống, khẳng định liền có hắn phi quỳ không thể lý do. Quân mạc sầu nhẹ nhàng bước liên tục, đến gần bên cạnh hắn. Trên cao nhìn xuống nhìn này chính mình vẫn nể trọng nam nhân, u u nói, Diệp Phong, từ nhỏ đến lớn, các ngươi này một nhóm ám vệ trung, trẫm thích nhất là ngươi, coi trọng nhất cũng là ngươi." Ngừng lại một chút, nàng lại tiếp tục nói, "Trẫm biết, lúc trước đem ngươi phái đến phi vũ bên người, ngươi vẫn không vui. Đảng trẫm biết ngươi là cái làm hết trách nhiệm nhân, mặc kệ phi vũ thế nào điêu ngoa đáng ghét, lấy ngươi ổn trọng tính tình, nhất định có thể hộ nàng chu toàn. Thế nhưng, trẫm thật không có nghĩ đến, ngươi cũng dám bị thương nàng?" quân mạc sầu nói cuối cùng này một câu thời gian diệp phong rõ ràng cảm thấy một cổ sắc bén sát khí trong lòng hắn phát lạnh hắn không sợ chết nhưng hắn nhưng không nghĩ tử được như thế oan uổng bệ hạ thỉnh cho diệp phong một biện giải cơ hội quân mạc sầu hừ lạnh đôi mắt sáng lạnh lẽo như đau chẳng biết ngươi muốn nói cái gì không phải là phi vũ muốn thân thể của ngươi sao diệp phong ngươi là thật không rõ hay là giả không rõ trẫm đem bọn ngươi phái cấp mấy vị công chúa, minh lý là thị vệ, ngầm lại bằng là đem bọn ngươi ban công chúa. Ngươi vì sao thì không thể nghĩ như vậy, công chúa Điện Hạ chịu muốn ngươi, đó là ngươi Diệp Phong vinh hạnh. Diệp Phong thân thể chấn động, lại không có hé răng, đảng thẳng lưng, lại nói sáng tỏ hắn bất mãn. Quân mặt sầu nhìn hắn quật cường, nhưng lại câm nhẫn bộ dáng, đau lòng hắn, nhưng lại tức giận phát bất ra. Cuối cùng, nàng u u thở dài, Diệp Phong, nếu không phải vừa Vũ Nhi ngăn cản trẫm một chút, trẫm hôm nay thật đúng là sẽ không bỏ qua ngươi. Đã Vũ Nhi cho ngươi cầu tình, kia trẫm cũng cho ngươi một cái cơ hội tuyển trạch, ngươi hoặc là ở lại phi vũ bên người, hảo hảo hầu hạ nàng, hoặc là cho trẫm ra chiến trường đi, bảo vệ quốc gia. Ngươi tuyển trạch đi. Diệp Phong trong lòng kích động được ba đào quan dũng, một mặt chính mình có tuyển trạch quyền lợi, có thể chạy về phía xa trường này là nam nhân cho tới bây giờ mộng tưởng. Về phương diện khác, cũng rốt cuộc có thể thoát ly khai cái kia điêu hoa đáng ghét nữ nhân, không hề bị của nàng quấy rối cùng khống chế. Thế nhưng, vì sao hắn vừa nghĩ tới phải ly khai nàng, nghĩ đến muốn cách được nàng rất xa, lại cũng nhìn không thấy nàng lúc, trong lòng lại hội như vậy khó chịu. Chăm chú nhéo thành một đoàn. Vào giờ khắc này, của nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười, vậy mà so với bất luận cái gì một thời gian đô tới khắc sâu. Hắn, nên đi. Hay là nên ở lại. Diệp Phong trong lòng cảm thấy một loại chưa từng có trầm trọng. Quân mặt sầu cũng không thúc hắn, tùy vào hắn từ từ suy nghĩ, bưng lên trên bàn trà, nhẹ suyết, chờ quyết định của hắn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 17 Thứ 17 chương lão tổ tông bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com một lát diệp phong rút cuộc nâng lên hắn vẫn buông xuống đầu ngạo nghễ không sợ nhìn thẳng quân mạc sầu vang vang hữu lực nói bệ hạ diệp phong nguyện phó sa trường bảo vệ quốc gia quân mạc sầu đặt chén trà xuống nhìn về phía diệp phong con ngươi trung có một tia thưởng thức rất tốt diệp phong hiện tại thái tử đã về thanh châu thành vừa lúc có một ghế trống ngươi liền tạm thời tới trước thanh châu tổng binh chỗ đó báo danh theo thấp làm lên. Có ý kiến gì hay không? Diệp Phong không có ý kiến. Thanh Châu là Phượng Hoàng Quốc cùng Thiên Tiệm Quốc, Thương Ngô Quốc Tam Quốc giao giới biên cảnh thành, từ xưa đến nay, đô là của Phượng Hoàng Quốc binh gia trọng địa, vị trí cực kỳ quan trọng, trước là do Thái tử quân Phi Vân tự mình trấn thủ, gần đây nàng mới bị nữ hoàng quân Mạc Sầu điều trở lại kinh thành, phụ trách hoàn thành an nguy. Thanh Châu chẳng những là binh gia trọng địa, nó còn là hai nước giữa mậu dịch giao lưu, càng một gần với kinh thành cùng Dương Châu phong cảnh tú lệ phồn hoa thành thị. Quân Mạc Sầu vẫn phi thường coi trọng phượng hoàng quốc binh lực bố cục cùng kỹ quốc giữa mậu dịch đi lại, cho nên đối với Thanh Châu này trọng địa, nàng tự cũng là phi thường để bụng, vẫn luôn nhượng tâm phúc cát, lần này nhượng dịp phong đi vào trong đó, chính là muốn cho hắn cơ hội rèn luyện rèn luyện, đã ngày sau về kinh lại vừa tác đại dùng. Tiểu tử này thế nhưng nàng vẫn xem trọng, nàng không hy vọng hắn cả đời này liền chỉ làm thị vệ mà thôi. Nàng càng hy vọng chính là, Diệp Phong có thể gánh vác trống canh một đại quá nặng trách nhiệm đến. Cho nên, Diệp Phong đáp án này ở giữa của nàng lòng kẻ dưới này, nàng quả nhiên không có nhìn lầm người. Diệp Phong, như ngươi không có ý kiến, khi ngươi đi xuống chuẩn bị, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên chuẩn bị xuất phát. Đi đi. Quân mạc sầu thanh âm dịu dàng đi nhiều, nói xong liền triều hắn phất phất tay diệp phong đứng dậy tạ bệ hạ diệp phong xin cáo lui đi vài bước diệp phong lại quay đầu hỏi không biết diệp phong đi công chúa điện hạ an toàn do ai đến phụ trách quân mạc sầu cười cười này ngươi liền không cần quan tâm tự nhiên sẽ có người thay thế vị trí của ngươi nga đúng rồi này hắc ngọc kéo dài tính mạng cao ngươi nhớ lấy cho phi vũ một bình nhỏ trình đường thẳng trạng bắn về phía diệp phong tốc độ cực nhanh diệp phong nhẹ nhàng duỗi ra tay đem bình nhỏ trảo ở lòng bàn tay dư kính lại chấn được hắn miệng hổ tê dại mặc dù đáy lòng khiếp sợ với nữ hoàng bệ hạ công lực lại thâm sâu một tầng mặt ngoài lại bình thản như nước cuối đầu lại triều quân mặc sầu hành lễ xin cáo lui này mới đi ra phượng nghi cung nhìn diệp phong thân ảnh biến mất quân mặc sầu câu môi cười lập tức nhẹ vỗ một cái bàn tay một người áo đen liền im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trước mặt nàng, ngươi nhượng vô tình bắt đầu từ hôm nay, phụ trách lục công chúa an toàn. Nhớ kỹ, không cần phải, không thể lộ diện. Thuộc hạ minh bạch. Hiện tại cho trẫm bảo vệ cửa, không có thấy trẫm ra, ai cũng không cho phép tiến vào. Tuân chỉ. Hắc y nhân một câu nói cũng không nhiều nói, ở quân mặt sầu dạng bảo hoàng hậu, lại lặng yên không một tiếng động biến mất, không ai có thể phát hiện hắn từ đâu tới đây, lại từ nơi nào biến mất. Quân mạc sầu đứng dậy đi vào nội thất, nhấc lên tả treo tường tranh sơn thủy, ở một khối bình thản không có gì là gạch thượng nhất trọng nhị nhẹ gõ ba cái, một đạo ám môn liền trong nháy mắt mở, quân mạc sầu thân hình cấp tốc thiểm đi vào, ám môn nặng lại đóng cửa. Quân mạc sầu thân hình thành thạo ở hắc ám nói nội tả hữu qua lại không ngớt, rốt cuộc đi tới một ám âm u phòng khách tiền, lại thân thủ ở một khối gạch thượng nhẹ đập mấy cái, trong nháy mắt lại có một đạo ám cửa mở ra. Theo ngoài cửa nhìn đi vào, bên trong phòng khách ngay phía trước một thần đài, đốt một đôi thô như nắm tay nến đỏ, chiếu sáng toàn bộ phòng khách. Thần đài phía trước, chính có một mặt lam nhạc bố y thon thon thả thân ảnh ở đốt đàn hương, như mực tựa như tóc đen dùng một bạch giải lụa nhẹ vén ở sau lưng, một cổ trầm tĩnh ninh thần hơi thở, tự nhiên mà vậy theo trên người nàng thấu ra quân mạc sầu không dám vào cửa chỉ là cúi đầu nói nhỏ đừng sầu khấu kiến lão tổ tông nữ nhân kia cũng không quay đầu lại chỉ là nhẹ giọng nói vào đi quân mạc sầu luôn luôn cao quý ung dung trên mặt có thận trọng cùng cẩn thận từng ly từng tí đi vào hậu nàng cũng không dám lên tiếng quấy rầy chỉ là quy củ khoanh tay đứng ở một bên lẳng lặng chờ nữ nhân kia thượng hoàng hương lẳng lặng chờ nàng hết bận xoay người lại mỗi một lần Quân mặt sầu nhìn thấy trước mắt gương mặt này, liền muốn cảm thán năm tháng tựa là không từng ở lão tổ tông trên người lưu lại mảy may dấu vết. Nàng còn là như nhau trăm năm trước trẻ tuổi như thế, đẹp như thế lệ, còn là có trăm năm trước phượng hoàng đệ nhất mỹ nhân, tuyệt thế phong tư. Nếu như ngạnh muốn nói hiện tại lão tổ tông cùng trăm năm trước nàng có chỗ nào bất đồng, đó chính là của nàng đôi mắt kia, tựa là thế gian tất cả nàng đều hiểu rõ với tâm, có một loại khám phá hồng trần, Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, nhiều lần trải qua thương tan thanh thấu, đường ánh mắt của nàng đầu hướng ngươi thời gian, tự hồ như là một phen lưỡi dao sắc bén, không cần nàng động thủ, chỉ là một ánh mắt, cũng đủ để nhượng ngươi thần phục ở của nàng dưới chân. Quân mạc sầu biết, đây là một loại cảnh giới, có lẽ, là nàng cả đời cũng không thể đạt tới cảnh giới. Nhìn thấy lão tổ tông ngồi xuống, triều nàng khoát tay áo, quân mạc sầu mới dám tọa hạ, lão tổ tông, đừng sầu hôm nay tới là muốn nói cho lão tổ tông, phi vũ thực sự như lão tổ tông nói, ở 8 tháng một ngày ngày đó thức tỉnh rồi. Hôm nay đừng sầu còn riêng đi thử tham quá phi vũ, quả nhiên thông minh hơn người, vậy mà mới một ngày liền thu phục trầm hương hoàng tử. Lão tổ tông cũng không có biểu hiện ra quá lớn kinh hỷ, chỉ là nhẹ, nga, một tiếng, tiếp được đến, ngươi định làm như thế nào? Ta đã đem dịp phong điều đi Thanh Châu, trước ma luyện một phen, ngày sau lại nhượng hắn về trợ phi vũ giúp một tay. Tiếp được đến, lại nhượng phi vũ đi thu phục của nàng năm phu thị, kia ngủ đứa nhỏ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, thêm chi phi vũ trước cùng bọn họ có quá không ít xung đột, sợ rằng phi vũ muốn thu phục bọn họ, còn cần một ít thời gian. Quân mạc sầu nghiêm túc nghiêm túc nói xong, lại kiên nhẫn chờ lão tổ tông phản ứng. Lão tổ tông ngón tay ở đài án thượng nhẹ nhàng gõ mấy cái, cặp kia nhìn thấu tình đời trong tròng mắt, đột nhiên lóe ra một tia giảo hoặc tia sáng, lão thân cũng có rất lâu không có ra hoạt động qua, cũng là thời gian nên ra đi xem. Quân mặt sầu trên mặt vui vẻ, lão tổ tông, ngươi thực sự muốn đi ra ngoài. Lão tổ tông khó có được lộ ra vẻ tươi cười, ta đi xem phi vũ đứa nhỏ này, nhìn nàng tỉnh giấc sau này có cái gì bất đồng. Vậy thì tốt quá. Có lão tổ tông xuất sơn, phi vũ còn sầu cái gì? Lão tổ tông nghiêm sắc mặt, cũng không thể nói như vậy phi vũ cuối cần nhờ còn là nàng trí tuệ của mình cùng năng lực nếu như không có này trí tuệ dù cho ngươi tống nàng ngồi lên ngai vàng nàng có thể ngồi được ổn sao là lão tổ tông dạy rất đúng được rồi ngươi lui ra đi có việc ta sẽ tìm ngươi nhớ kỹ ta muốn đi ra ngoài chuyện ai cũng không cần lộ ra bạn thích bộ chuyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 18 Thứ 18 chương 5 Phu Thị Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hai tinh thông âm luật nhân lại nói tiếp liền không dứt, hoa trầm hương lại ở phi vũ cung ăn cơm trưa, quân phi vũ rốt cuộc mệt mỏi. Nhìn thấy nàng thân thủ che miệng ngáp một cái, hoa trầm hương cũng là cái người thông minh, lập tức săn sóc đứng dậy cáo từ, phi vũ, ngươi mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi hội đi, ta chậm chút lại qua đây nhìn ngươi quân phi vũ cũng không khách khí với hắn toại cười cười nói hảo ta hai ngày này không nghỉ ngơi hảo còn thật là có chút mệt mỏi ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi nàng tống hoa trầm hương ra cửa nhìn hắn đi xa đang muốn xoay người lại vào phòng đột nhiên nhìn thấy hành lang chuyển biến kia tức khắc có một mỹ nam hướng phía nàng phương hướng đi tới quân phi vũ vừa thấy mỹ nam hai mắt lập tức như tham bắn đèn như nhau thả ra ống ánh quang mang. Tình Nhi, nam nhân này là ai? Tình Nhi cười cười, công chúa, vị này sẽ là của ngươi đại phu thị Tiêu Bạch. Hắn tính tình so sánh ôn hòa trầm ổn, bình thường bọn họ nam nhân có chuyện gì cũng đều là do hắn ra mặt cùng ngươi hiệp thương. Quân phi Vũ Nhẹ, nga, một tiếng, ở Tiêu Bạch đi tới trước mặt nàng lúc, nàng đã khôi phục bình tĩnh, cũng không lại chờ ở cửa hắn, thẳng vào phòng. Nàng là công chúa có chút cái giá nên bày hay là muốn bày, bằng không, sau này thế nào trị bọn họ. Huống chi, theo tình nhi sở nói, này mấy nam nhân nhưng cũng không phải là hảo sống chung hạng người. Nhìn nhìn, ngay cả nàng bị thương, này ngũ nam nhân cũng cũng không có đến liếc nhìn nàng một cái. Có thể nghĩ, quan hệ giữa bọn họ có bao nhiêu không xong. Nàng vừa mới về phòng ngồi vào chỗ của mình, cửa cung nữ liền tiến vào bẩm báo, công chúa điện hạ, đại phu thị tiêu bạch cầu kiến. Quân phi vũ bưng lên tình nhi đảo trà, nhàn nhạt nói, nhượng hắn tiến vào. Vào quả nhiên là vừa vị kia Mỹ Nam, xem ra ước chừng 17-18 tuổi, tướng mạo tuấn tú phóng khoáng, tóc dài xỏa vai, nhĩ tóc mai hai bên phát sơ hướng đỉnh đầu, dùng một bạch ngọc quan buộc lại. Nồng đậm hắc mày hạ là một đôi tinh lượng phượng con ngươi, trong suốt sáng sủa, mũi rất miệng phương, tuy vô kia thai song sinh làm cho người ta kinh diễm tuấn tú, lại thuộc về càng xem càng coi được cái loại đó nam nhân. Hắn đi tới Quân phi Vũ trước mặt, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, vi liền không người, chắp tay hành lễ, Tiêu Bạch thấy qua thê chủ. Quân phi Vũ uống một ngụm trà, lúc này mới cười nhạt nói, "Tiêu Bạch, không cần đa lễ, có chuyện gì, tọa hạ nói đi." Hiển nhiên Tiêu Bạch không muốn quá Quân phi Vũ thái độ hội giỏi như vậy, phượng con ngươi thoáng qua một tia kinh ngạc, "Tạ thê chủ." tiêu bạch chỉ là qua đây cùng thê chủ nói một tiếng ngày mai là kinh thành hoa sơn trà hội thê chủ nhưng có hứng thú tham gia hoa sơn trà hội quân phi vũ tỉnh bơ hỏi một câu địa điểm ở đâu đâu có cái gì người tham gia địa điểm liền là ở kinh đô đệ nhất danh lâu phi vũ hiên tham gia nhân còn là như năm rồi như nhau là kinh thành các gia công tử cùng tiểu thư tiêu bạch chú ý phản ứng của nàng lại thấy nàng còn là như vậy bình tĩnh không có dĩ vãng nôn nóng trong lòng hơi bất an đảng vì các huynh đệ cùng hạnh phúc của mình hắn còn là kiềm chế tâm tình của mình kiên nhẫn chờ quân phi vũ đáp án quân phi vũ khẽ vuốt một chút vẫn băng bó băng vải đầu đôi mắt đẹp nhìn về phía tiêu bạch ở chống lại tầm mắt của hắn lúc mỉm cười tiêu bạch ngươi xem ta bộ dạng này còn thích hợp đi tham gia cái gì hoa sơn trà hội sao vạn nhất ta có chút chuyện gì các ngươi sẽ không sợ mẫu hoàng trách cứ có nhất đao cùng chúng ta ở, không có chúng ta cho phép, ai có thể bị thương thê chủ. Tiêu Bạch trong giọng nói lộ ra một cổ thói kiêu ngạo. Dựa vào ngươi nói như vậy, ta là nhất định phải có thể thêm. Quân Phi Vũ cười nhìn hắn, Tiêu Bạch khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên, Tiêu Bạch chỉ là hy vọng thê chủ năng ra giải giải sầu, dĩ vãng thê chủ bất đều là thích nhất náo nhiệt sao. Tiêu Bạch cho rằng thê chủ sẽ thích đi. Hảo, các ngươi đã thịnh tình hẹn nhau, vậy ta đi nhìn thấy quân phi vũ gật đầu tiêu bạch cũng nhàn nhạt cười kia tiêu bạch cáo lui trước đi đi tiêu bạch ra cửa lúc này mới sâu hô một hơi không biết vì sao vừa ở đối mặt này quân phi vũ thời gian rõ ràng nàng vẫn đang cười thế nhưng hắn lại theo trong lòng cảm thấy một loại áp lực một loại nhượng hắn vô pháp thư giãn áp lực mà của nàng biểu hiện cũng cùng trước đây nôn nóng háo sắc khác nhau rất lớn Trước đây, nàng vừa thấy mình, đã nghĩ muốn nhào lên bắt hắn cho ăn, nhưng bây giờ, nàng lại không chút sức mẻ ngồi ở chỗ kia, thậm chí ngay cả con mắt cũng không trông hắn mấy cái. Này quân phi vũ cho hắn cảm giác bất đồng. Giống như là thay đổi cá nhân tựa như, nghĩ sáng sớm đại gia đang nghe đến phi vũ cung truyền ra tiếng đàn tiếng ca lúc, còn bị kia tốt đẹp động nhân tiếng ca cấp đã động, kia tiếng ca thật là nàng hát ra tới sao. Theo hắn hiểu biết, quân phi vũ âm luật tịnh không tinh thông càng không đạt được loại này gần như âm thanh của tự nhiên tình hình chẳng lẽ là nàng trước ẩn dấu thực lực của nàng nếu như là nàng kia tại sao muốn như vậy vừa nhìn thấy nàng tha thiết đưa tiễn kia trầm hương hoàng tử xem ra chuyện tốt của nàng sợ lại là muốn gần đi chính mình cấp như vậy một không đúng tí nào công chúa đương phu thị vẫn cảm giác được nghẹn khuất không ngớt nhưng hiện tại xem ra chính mình hình như lại sai rồi Tiêu bạch một đường đi, một đường nghỉ, ngay cả tới chính mình ở lâu tiền, này mày còn chưa có giảng ra ra. Tiêu bạch, đang suy nghĩ gì đấy? Có phải hay không đi một chuyến phi vũ cung, đem hồn đô cấp ném? Nghe thấy một tiếng này sang sảng trêu ghẹo thanh, tiêu bạch mày giảng ra ra, tươi cười trở lại đến trên mặt, nhấc đao, đi, về phòng đi, nói với các ngươi kiện quái sự. Gió xuân lâu, chính là quân phi vũ chúng phu thị chỗ ở, Cùng Phi Vũ cung liên tiếp cùng một chỗ, Phi Vũ cung là chính lâu, gió xuân lâu thuộc về phụ lâu, ngay Phi Vũ cung phía sau. Gió xuân lâu là hồi tự hình ba tầng tiểu lâu, tả hữu hai bên đều vì nhà một gian, trung gian vì hai gian song song, cùng sở hữu 12 gian phòng. Tiêu Bạch làm đại phu thị, gió xuân lâu tất cả do hắn làm chủ. Phòng của hắn ở lầu một tới gần phòng khách bên trái, thứ nhất là phương tiện ra vào, thứ hai cũng phương tiện đến phòng khách nghị sự. Tiêu Bạch vừa vào cửa, liền có một tuổi chừng 13-14 tiểu phó nghênh tiếng lên đây, tiêu gia, ngài về. Tiểu tu cho ngài pha trà đi. Tiêu Bạch gật gật đầu, tiểu tu, ngươi trước không vội, đi giúp ta đem nhị gia, tam gia, tứ gia đô kêu qua đây, ta có việc tìm bọn họ. Phượng Hoàng Quốc mặc dù lấy nữ vi tôn, nhưng có năng lực nam giới, cũng đồng dạng bị người tôn trọng. Này gió xuân lâu lý ngũ nam nhân, ở chưa gã cho quân phi vũ lúc, một cái liền đã danh mãn kinh thành. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 19 Thứ 19 chương ngũ phu tên Dương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngũ đại phu thị Đệ nhất Tiêu Bạch, 25 tuổi, trầm ổn ôn hòa, danh hiệu tiêu giao công tử, toàn tài hình nhân vật, tự hồ cái gì đô hội. Đệ nhị Mạch Thiên Hàng, 23 tuổi, lạnh lùng vô tình, danh hiệu Ngọc Tiêu Công Tử, khinh công cùng Ngọc Tiêu mất hồn khúc song tuyệt. Đệ Tam Tần Nham Ngạo, 23 tuổi, tự cho là phong lưu, danh hiệu Tích Hoa Công Tử, diệu thủ không không chi thần trộn. Đệ Tứ Quân Thiên Hựu, 20 tuổi, tao nhã, danh hiệu Ngân Mặt Hồ Ly, thư pháp đỏ xanh song tuyệt. Đệ Ngũ Trình Nhất Đao, 18 tuổi, cương mảnh ngay thẳng, danh hiệu nhất đao khuynh thành, trình gia đao pháp nhất tuyệt. Tiêu Bạch là của quân phi vũ đại phu thị, hắn tướng Mạo Tuấn Tú, 25 tuổi. Phụ thân của hắn là tướng quốc đại nhân Tiêu Núi xa giúp đỡ nữ hoàng chủ trưởng chính sự. Tiêu Núi xa là một quan tốt, theo không lợi dụng chính mình quyền làm lại dành tư lợi, đối người nhà của mình quản thúc thậm nghiêm, đặc biệt đối Tiêu Bạch, càng từ nhỏ yêu cầu hắn văn võ kim tu đến nỗi tiêu bạch lớn lên sau này, văn tài võ lược, không gì không biết. Thêm chi hắn tướng mạo không tầm thường, ở kinh thành thịnh hành không ít thiên kim tiểu thư, nhân tống danh hiệu. Tiêu giao công tử. Trình nhất đao, chính là vừa ở cửa cùng tiêu bạch chào hỏi vị kia lông mày rậm mắt to đại nam nhân. Vóc người của hắn cao to, ngũ quan sâu rõ ràng, đặc biệt kia một đôi chuông đồng tựa như mắt to, màu đồng cổ da thịt, bỗng nhiên vừa nhìn, thật là có điểm tam quốc trương phi vị. Đương nhiên, hắn muốn so với kia trương phi xuất khí hơn. Trình nhất đao là của quân phi vũ ngũ phu thị. Phụ thân là binh bộ thượng thư trình phi hổ, hắn cá tính cương mảnh ngay thẳng, thường xuyên cùng nhân một câu không hợp, liền huy đao mà lên. Mà tổ truyền hắn trình gia đao pháp, ở kinh thành không người có thể địch, những thứ ấy thường ngày kiêu ngạo quan gia công tử cùng một ít đất bỉ hỗn hỗn đều sợ hắn. Ở kinh thành, nhân tống danh hiệu. Nhất đao khuynh thành. Gió xuân lâu bên trong phòng khách, tiêu bạch cùng trình nhất đao vây quanh bàn các ngồi một bên, chờ mặt khác ba vị huynh đệ tiến vào. Nhìn tiêu bạch ở nơi đó khoan thai tự đắc uống khởi trà đến, trình nhất đao là một tính nôn nóng, hắn tỉnh không dưới đến, liền đảng mặt hỏi tiêu bạch, đại ca, ngươi vừa mới nói quái sự là cái gì? Nếu không, trước nói đến cấp ngũ đệ ta nghe một chút. Tiêu bạch nhàn nhạt cười, gấp cái gì đẳng mấy người bọn hắn tới lại nói đỡ phải bọn họ tới ta còn phải nói thượng một lần trình nhất đao biết tiêu bạch nói một liền một nói nhị liền nhị tính tình cậy bất khai miệng hắn liền đứng lên ra bên ngoài nhìn quanh nhìn thấy kia ba phong tư xuất chúng thân ảnh còn đang kia chậm du chậm du đi hắn nhịn không được mở giọng nói liền kêu các ngươi ba vị đại gia có thể đi hay không nhanh một chút a à, này hoa hiên đều nhanh đẳng lạnh đứng hàng thứ đệ nhị mạch thiên hàng, hắn người cũng như tên, một khuôn mặt tuấn tú tựa là ngàn năm hàng băng tựa như, trên người một quả ngọc tiêu theo bất ly thân, hắn tiếng tiêu đã có thể lấy lạc di nhân, cũng có thể lấy lạc giết người, một thân kinh công không người có thể ra kỳ tả hữu. Ở Kinh Thành, nhân xưng Ngọc Tiêu Công Tử. Mạch Thiên Hàng phụ thân, là nhị phẩm đại học sĩ Mạch Tuấn Sinh. Tới cửa, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua đứng ở cửa trình nhất đao, liên cái gọi cũng không đánh, liền nhẹ bay thiểm vào phòng nội. Trình nhất đao tựa thành thói quen lạnh lùng của hắn, cũng không để ý, nhìn mặt khác hai huynh đệ cũng sắp đến rồi, liền cũng quay người đi vào phòng, ngồi kiền đẳng. Lại đến này một vị, xuyên một thân hoa lệ lệ màu lam nhạt in hoa cẩm bào, lại tướng mạo âm nhu tuấn tú, còn có một song tựa là tùy thời có thể tản mát ra cường đại điện lực hoa đào mắt, làm cho người ta sao vừa nhìn, trong đầu phản ứng đầu tiên liền là nam nhân này tuyệt đối là cái trêu hoa gẹo nguyệt tay thiện nghệ. Tên của hắn cùng âm nhu tuấn tú tướng mạo vừa lúc tương phản, gọi Tần Nham Ngạo, một rất dương cương tên. Vì phong lưu nghe tiếng, danh hiệu tích hoa công tử. Phụ thân của hắn cùng mấy vị khác so với, là chức quan nhỏ nhất một, Dương Châu Thành thành chủ. Tần giữ lễ. Vừa vào cửa, hắn liền chưa ngữ trước cười, hồ ly tựa như mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt định ở tại tiêu bạch khuôn mặt tuấn tú thượng, đại ca, triệu chúng ta đến có chuyện gì? Có phải hay không kia có bao công chúa đi hoa sơn trà hội chuyện? Tiêu bạch tuấn mặt trầm xuống, tam đệ, cẩn thận họa từ miệng mà ra, sau này đừng nữa đáp cái gì người ngu ngốc hai chữ, công chúa liền là công chúa, lại thế nào, chúng ta vẫn phải là xưng nàng làm vợ chủ. Tần Nham Ngạo lần đầu tiên nghe được tiêu bạch bởi vì quân phi vũ mà huống hắn, sửng sốt một chút, cảm giác có chút không hiểu, đại ca, ngươi không phải cũng là vẫn bất thích nàng sao. Hôm nay ngươi thế nào liền thay đổi? Tiêu Bạch nghiêm sắc mặt, có lẽ, nàng còn có chúng ta không biết một mặt. Không thể nào. Cái kia cỏ. Ngươi nói cái kia của chúng ta thê chủ còn có mặt khác một mặt. Trình nhất đao cũng quái khiếu, vốn là muốn tiếp tục kêu quân phi vũ, cỏ bao công chúa, nghĩ đến tiêu bạch căng dặn, lại lập tức sửa lại miệng chuyện gì náo nhiệt như thế? Xem ra còn là ta tới chậm nhất là nha. Theo giọng nói rơi xuống, một vị tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng quý công tử nhảy vào cửa, một tập màu bạc áo dài, càng thêm lồi hiện ra trên người hắn quý khí, hắn chính là đứng hàng thứ đệ tứ, danh hiệu Ngân Mặt Hồ Ly, quân thiên hữu. Phụ thân của hắn chính là nữ hoàng bệ hạ quân mạc sầu nghĩa huynh. An Dương Vương quân đừng nói. Tiêu Bạch cười cười, tứ đệ, ngồi đi nhìn thấy mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, tiêu bạch lúc này mới dặn bảo tiểu tu, ngươi đi thủ cửa lớn, đừng làm cho nhân xông tới. Là, quân thiên hữu nhíu mày, đại ca, chuyện gì như thế thận trọng? Tiêu bạch ho nhẹ một tiếng, một khắc đồng hồ tiền, ta theo phi vũ cung về, đột nhiên phát hiện của chúng ta thê chủ đại nhân không giống nhau. Của nàng cử chỉ trở nên bình tĩnh tự nhiên, ngôn ngữ giữa tuy ôn hòa nhưng lại lộ ra một tia sắc bén, cặp mắt kia đột nhiên trở nên như là có thể nhìn thấu tất cả tựa như ngay cả ta đều có chút chiêu không chịu nổi hơn nữa nàng thái độ khác thường vậy mà cự tuyệt đi tham gia hàng năm tất đến hoa sơn trà hội không thể nào a à, thực sự nhìn một cái không dám tin tưởng nhìn mình tiêu bạch nghiêm túc gật gật đầu ta cũng cảm thấy kỳ quái còn là ta lực nói nàng nàng mới đồng ý đi muốn biết dĩ vãng đều là nàng chủ động yêu cầu đi Tần Nham ngạo một đôi hoa đào mắt cười đến mị mị, lại lộ ra một mặt ánh sáng lạnh, dĩ vãng nàng nhưng náo loạn không ít chuyện cười, nhượng của chúng ta mặt cũng không quan. Lần này, chúng ta thật vất vả nghĩ đến phương pháp đến chỉnh nàng, lấy đổi lấy mấy người chúng ta tự do, chẳng lẽ chỉ bằng đại ca như thế một điểm hoài nghi, liền buông tha cho. Tiêu Bạch liếc mắt nhìn mọi người, của các ngươi ý kiến đâu? Mọi người trầm ngâm một lát không nói. Cuối cùng, Mạch Thiên Hàng lạnh lùng nói, ta đề nghị còn là ấn kế hoạch lúc đầu đi, nếu như nàng thực sự thay đổi, như vậy, vừa lúc nhượng chúng ta nhìn một cái của nàng bản lĩnh. Đến lúc là đi hay ở, đại gia về rồi mới quyết định. PS Hôm nay lên sân khấu nhân vật có chút nhiều, thân môn không ngại nhiều nhìn mấy lần, làm sâu sắc một chút ấn tượng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 20 Thứ 20 chương ngươi thật muốn đi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cuối cùng, Mạch Thiên Hàng lạnh lùng nói, ta đề nghị còn là ấn kế hoạch lúc đầu đi, nếu như nàng thực sự thay đổi, như vậy, vừa lúc nhượng chúng ta nhìn một cái của nàng bản lĩnh. Đến lúc là đi hay ở, đại gia về rồi mới quyết định. Mọi người nhất trí gật đầu đồng ý. Tốt lắm, đã đại gia đối nhị đệ đề nghị không có ý kiến, khi các vị huynh đệ đô đi chuẩn bị một chút, ngày mai hảo hảo biểu hiện, ta này kinh thành ngũ công tử tên, cũng không thể làm cho người ta xem thường. Tiêu Bạch cười nhạt nói xong, mọi người đang muốn đứng dậy về phòng, đột nhiên Mạch Thiên Hàng hỏi, đại ca, hôm nay kia cầm ca tiếng thế nhưng xuất từ của chúng ta thê chủ. Tiêu Bạch gật gật đầu, lông mày rậm nhíu chặt, không sai. Đây cũng là nhượng ta cảm thấy ngoài ý muốn địa phương, ta hiện tại phi thường chờ mong ngày mai, có lẽ, chúng ta thê chủ đại nhân, còn thật có thể cho chúng ta một ít kinh hỷ đâu. Mạch Thiên hàn gật gật đầu, không có hỏi lại cái gì. Vài người lại cùng nhau thương lượng một ít hoa sơn trà hội chuyện hạng, liền cắt tán đông tây. Mà bị bọn họ tính toán quân phi vũ, nếu như bọn họ thật đúng là coi nàng là thành trước đây cái kia cỏ bao công chúa, có thể tưởng tượng, bọn họ tuyệt đối là tự tìm tội bị. Đương Tiêu Bạch tới khuyên nói nàng tham gia hoa sơn trà hội thời gian, Mẫn cảm quân phi vũ liền đã nhận ra hắn khác thường, mặc dù biểu hiện của hắn có thể nói nhỏ nước giấu giếm, nhưng hắn mỗi một cái rất nhỏ biểu tình, cũng không có thể tránh được của nàng cặp kia lợi mắt. Phần này nhìn nhân công lực, không chỉ có riêng là đến từ với nàng làm một nữ tính thứ sáu trực giác, nhiều hơn là đến từ với nàng ở hiện đại làm việc lúc sở lấy được nhìn nhân kinh nghiệm. Ở hiện đại, nàng cùng đồng đồng ban ngày thì học viện âm nhạc học sinh, buổi tối lại là một nhà cao cấp quán ba nhân viên phục vụ. Nàng lúc trước đi làm việc, chỉ là vì ban cha mẹ chia sẻ ngẫn cao học phí, nhưng dần già, nàng lại phát hiện, ở đó dạng một chỗ, vậy mà có thể nhìn thấy nhân gian bách thái, nhân tính xấu xí tốt đẹp hảo, ở này trong đêm đen ống ánh địa phương thỏa thích nở rộ. Đương nhiên, Bọn họ tài năng ở cái kia long xà hỗn tạp địa phương vẫn bình yên vô sự, trong đó vẫn có đồng đồng quan hệ ở nâng đỡ. Khi gian quán ba là đồng đồng một thế gia bằng hữu khai, có người che, đương nhiên có thể làm việc được xuôi gió xuôi nước. Nghĩ đến mình và đồng đồng ở quán ba lúc vui vẻ làm việc, nghĩ đến hai người bị quán ba khách nhân xưng là tuyệt sắc song kiều, nghĩ đến hai người thường xuyên đùa nho nhỏ trò đùa dai, quân phi vũ khóe môi lộ ra một tia hạnh phúc mỉm cười. Lập tức vừa nghĩ tới hai người có lẽ vĩnh viễn vô pháp gặp lại, trong lòng nàng lại khó tránh khỏi nảy lên một tia thương cảm. Việc này, đều đã qua mà của nàng ngày mai có thể nghĩ khẳng định được có một tràng trận đánh ác liệt muốn đánh không có đồng đồng che chở nàng tất cả đô chỉ có dựa vào chính mình quân phi vũ than nhẹ một tiếng tình nhi ngươi qua đây công chúa có gì dặn bảo nhìn tình nhi ở trước mặt nàng còn là rất câu nệ quân phi vũ cười nhẹ niết một chút của nàng mũi tình nhi ta đã đã nói với ngươi không cần đa lễ như vậy ngươi thế nào vẫn là như vậy Ngươi biết ta hiện tại đã thay đổi, không còn là trước đây cái kia điêu hoa công chúa, cho nên, sau này chỉ có chúng ta lưỡng ở thời gian, ngươi không muốn như thế câu nệ, tùy ý một điểm, ta này nhìn cũng thoải mái. Quân phi vũ tiềm thức mà đem đối đồng đồng tỷ muội tình, chuyển đến tình nhi trên người. Tình nhi trong mắt thoáng qua một tia cảm động, nàng thực sự rất thích hiện tại này công chúa, hòa ái dễ gần, với nàng lại thật tốt. Hảo! Nô tỳ sau này nghe công chúa tình nhi đến ngồi này quân phi vũ vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí kéo tình nhi ngồi xuống ngươi nói cho ta một chút ta kia năm phu thị đều là những thứ gì người như vậy tỉ như bọn họ cá tính yêu thích sở trường gì gì đó ngươi biết cái gì liền nói cái gì toàn bộ nói cho ta tình nhi che miệng khẽ cười một tiếng công chúa ngài đối với bọn họ rốt cuộc để bụng không phải tục ngữ nói biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng ta trước đây cũng đi quá hoa sơn trà hội đi phi vũ nhẹ hỏi tình nhi gật đầu công chúa trước đây thích nhất náo nhiệt cùng phô trương kinh thành náo nhiệt cơ hồ đô không thể thiếu công chúa vậy ta trước kia là không phải náo quá không ít chuyện cười này này tình nhi chi ngô không dám lên tiếng không quan hệ ngươi liền trực tiếp nói ta sẽ không sinh khí càng sẽ không trách ngươi Ta đem chuyện trước kia đều quên, hiện tại ta chỉ muốn biết chính mình trước đây là chuyện gì xảy ra. Phạm quá cái gì lỗi? Vì sao liền như vậy thảo nhân ngại? Tình nhi, ngươi nếu như không giúp ta, vậy không ai giúp ta. Quân phi Vũ đáng thương bộ dáng đã động Tình nhi, công chúa, kỳ thực. Kỳ thực nô tỳ cảm thấy công chúa cũng thật đáng thương. Công chúa trước đây. Tình nhi này một nói, liền đi hơn nửa buổi chiều quân phi vũ cuối cùng cũng đại thể hiểu biết chính mình trước đây đã làm những thứ ấy hỏng tỷ như ông mùi mùi ôm dịch nho muội muội ôm dịch phỉ bởi vì thích diệp phong bị nàng quan tiếng địa lao kết quả ngày hôm sau ôm dịch phỉ liền chết ở lao trung lại tỷ như diệp phong chỉ cần cùng ai nhiều nói hai câu nàng liền đem người kia lưỡi rút mắt đào này một cái cọc cái cọc từng món một cũng làm cho quân phi vũ cảm giác được khủng bố dị thường trước đây nàng, xem ra hành vi này thật đúng là nhân căm ghét quỷ ghét, làm khó tình nhi cùng Diệp Phong ở bên cạnh nàng còn ngốc được. Thế nhưng, đối với ngũ đại phu thị vì sao hận nàng? Tình nhi lại nói bất ra cái nguyên cớ đến. Chỉ biết là, bọn họ đều là ở cùng nàng cùng tẩm sau, trở nên cổ cổ quái quái. Tình nhi, này thiên đô mau đen, kia Diệp Phong thế nào còn chưa có trở lại? Ngươi đi xem, có phải hay không mẫu hoàng đem hắn lưu lại? Diệp Phong vừa trở lại quân phi vũ cửa phòng, liền nghe thấy nàng ở hướng Tình Nhi hỏi hắn, trong lời nói quan tâm rõ ràng được nhượng trong lòng hắn khẽ động. Nàng thực sự thay đổi. Cảm giác này, theo nàng tỉnh lại mỗi một lúc mỗi một khắc đô ở nói cho hắn điểm này. "Công chúa, nếu không nô tỳ ra hỏi thăm một chút." Đứng ở cửa Diệp Phong vừa nghe đến Tình Nhi lời, vội vàng phục hồi tinh thần lại, lên tiếng đáp, "Tình Nhi, ngươi không cần đi, Diệp Phong về." tình nhi vừa nhìn hắn tiến vào, lập tức quái khiếu, ai, Diệp Phong, ngươi ngày này đô đi đâu a? À? công chúa đô hỏi ngươi nhiều lần, ngươi mau thành thật giao cho, đô đi chỗ nào. Quân phi vũ cười nhìn tình nhi, nha đầu này, vừa đến Diệp Phong trước mặt, chính là như vậy không lớn không nhỏ hạt ồn ào. Diệp Phong nhìn dịu dàng mỉm cười quân phi vũ, kia khóe môi hàm cười, giống như là kia ấm áp thái dương, thẳng tắp chiếu vào tim của hắn nghĩ đến lập tức liền nhìn không thấy của nàng nụ cười như thế trong lòng vậy mà cảm thấy chua chua thỏa thích tô tê dại ma tâm tràn ngập khác thường cảm xúc diệp phong ngươi làm sao vậy thân thể không thoải mái sao quân phi vũ nhìn hắn ở đó đứng nửa ngày chính là không nói lời nào trái lại sắc mặt mưa nắng thất thường nhìn hắn một hồi bi một hồi hỉ không biết hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì diệp phong nhìn quân phi vũ trên mặt lo lắng trong lòng cứng lại Thùy con ngươi trả lời, hồi công chúa, Diệp Phong tuân nữ hoàng bệ hạ ý chỉ, hậu thiên đem phó thanh châu quân doanh, ở nơi đó học tập rèn luyện một khoảng thời gian, hậu thiên liền muốn xuất phát. Ngươi nói cái gì? Mẫu hoàng vậy mà nhượng ngươi xa phó thanh châu. Quân phi vũ kinh nhảy lên. Đảng rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại, nhìn tòa hạ cái kia đôi mắt sáng rủ xuống lại eo rất được tất thẳng nam nhân, nàng u u hỏi, Diệp Phong, là chính ngươi muốn đi thanh châu? đúng không? Diệp Phong thân thể cứng đờ, đảng vẫn là nói ra cái kia sự thật là. Một tiếng này là, cơ hồ đánh vỡ quân phi vũ vừa vung lên ý chí chiến đấu. Diệp Phong, ở trong lòng của nàng vẫn là một không đồng dạng như vậy tồn tại, hắn giống như là nàng ở này dị thế tinh thần trụ cột, hắn có giống quá hàng tử tuấn bên ngoài, này sẽ làm nàng tìm thức cảm giác được, nàng kỳ thực cũng không cô đơn, nàng còn có một quen thuộc nhân bồi ở bên cạnh mình, ủng hộ chính mình một thẳng đi về phía trước. Có hắn ở, nàng giống như là nhìn thấy cuộc sống hy vọng. Thế nhưng, hiện tại liên hắn đô không lưu tình chút nào lựa chọn vứt bỏ nàng, lựa chọn dương cánh bay cao. Quân phi vũ rất muốn kiên cường nói với hắn một tiếng, ngươi cổn, thế nhưng, nước mắt kia vẫn không thể nào nhìn xuống, theo doanh bạch hai má trượt rơi xuống. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.